Hả bông cỏ hả? Bữa sợ bông cỏ lắm mà. Hái đi con, hái đi nè. Sao hái cho con đó hả? Trời nội hái kìa. À, nội hái cho con đó. Ôi, hai tay hai cây luôn, đẹp quá ta. Hôm bữa sợ cái bông cỏ nó cười quá trời luôn, không dám đi bước qua, rung hôi húi à. Nay hết sợ rồi. À, nội đi. À, giỏi. À. Cho mẹ ăn cây đi. Cho mẹ ăn cây đi. Cho mẹ xin cây đi nè. Dục gì đó. Đi vô ha. Nên đi bắt gà. Bắt gà đâu mẹ? Ngoài của Úc hổng còn mấy con mới kêu nuôi dầm. Dạ. Mẹ đi mùng 7, mùng 8 mình mới ra bắt. Cái gà nó hay ghê luôn. Dạ. Hổng thì nó mập quá. Rồi, xin ra đây con. Ừ, đừng bước vào đó. Mấy bà cô chú đi. Hả, mấy bà cô chú đi nè. Cái ao đó, hôm bữa, nó bơm có cá không? Hôm bữa mình ta mổ